Мы находимся в Северном порту. Он находится не в самом городе, а несколько километров от Мичанга. Сейчас поплывем на Северные острова смотреть животных. Друзья!
nhà chiều qua ghé thăm nhà em. Nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tranh im liền. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt. Nói em theo chồng em đã quên cầu thì lòng anh thấy nào nề. Ủa tự nhiên sao anh Lê buồn vậy? Ủa buồn chứ sao không buồn, tự nhiên về quê thăm cái Út, nói với Lê là Út có chồng rồi cái thôi đừng buồn. Má Út nói con gái 30 không lấy chồng là ế đó. Út năm nay Út 29 rồi, Út phải lấy chồng chứ. Ủa Út 29 rồi hả? Ừ. Vậy là Út nhỏ hơn Lê 2 tuổi á. Vậy hả? Nhưng mà thôi cũng mừng cho Út. Hôm nào qua phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chài quanh nếp sao chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm. Rồi thèn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh. Đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến. Dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho nhịp cầu tre một thứ mong chờ đôi mình giấc mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà chiều qua ghé thăm nhà em. Nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tranh im liền. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt. Nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt. Nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Thôi đừng buồn, mai mốt nhớ về thăm Út nữa nghe. Thì nói vậy thôi chứ cũng về chứ, tại quê hương mình nhiều kỷ niệm mà. Về thăm quê rồi thăm Út luôn vậy đó. Nhớ à nghe. Ừ.